dậy sớm thế? À vâng, em dậy sớm để quét nhà, quét sân, xong tí em còn đi làm vườn nữa ạ. Ờ, đêm qua có ngủ được không? Em ngủ được ạ, chị cứ ngủ được ạ. Còn chị thì quen rồi, chị vẫn ngủ, sợ em lạ nhà thôi. Em vẫn ngủ được ạ.
được không em? Ờ, có tách được chị ạ. Đây tách ra đây chị tưới nước sốt rồi. À, chị tưới giúp em nhé. Ăn vị lá đây hợp ngon lắm. Cái gì ngon mà chị. Ừ. Rồi, hai chị mình dùng đi. Gia vị vừa lắm không ạ? Ăn kèm với cái lá này. Ăn kèm với lá chua chua ngon. Ăn thì dễ ăn. Cá này làm cầu kỳ lắm nhỉ? Vâng. Cá hơi khói. Hôm nay em phải đào đất làm cái lò to lắm chị ạ. Ờ thế em chưa quen chắc là đào chắc vắt mệt lắm nhỉ? Cũng hơi mệt. Ừ, ngon lắm Phúc ạ. À, chị ăn với lá chua chua. Ăn nó hợp.